Theo tin của hãng thông tấn Reuters, lời hứa hẹn của Tổng thống Mỹ là dùng ngân sách hiện có để ngay lập tức khởi sự xây bức tường dọc biên giới Mỹ và Mexico hiện đang gặp phải cản trở tài chính. Việc nhanh chóng khởi sự xây tường dự trù sẽ được tài trợ bởi ngân sách hiện đang có cũng như là các nguồn tài chính khác thuộc Bộ Ngoại an. Tuy nhiên, thì theo các tài liệu mà Reuters có được, thì Bộ Nội an chỉ mới kiếm được khoảng 20 triệu đô la để chuyển sang cho dự án xây tường với chi phí có thể lên tới 21 tỷ đô la. Còn số này được đưa ra trong hồ sơ do Bộ Nội an soạn thảo và chuyển sang cho nhân viên soạn thảo ngân sách ở Quốc hội tuần qua. Hồ sơ này nói rằng số tiền hiện có chỉ đủ trả cho một ít giao kèo nhằm xây thử các bức tường mẫu, nhưng không đủ để có thể khởi sự việc xây bức tường thực sự. Điều đó có nghĩa là Tòa Bạch Ốc cần phải thuyết phục Quốc hội chuẩn chi ngân sách cho việc này. Tổng thống Donald Trump từng nói rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội trả trước và Mexico sẽ bị áp lực để trả lại chi phí này cho Mỹ. Tuy nhiên đến nay, thì phía Mexico hoàn toàn bác bỏ đòi hỏi này.